Sách Đường Rỗi Linh Hồn của Thánh Alphonso Maria Liguori, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh, Đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Bài 43. Đức Chúa Giêsu là Đấng chịu mọi nỗi đau đớn. Tiên tri Isaiah đã tả hình tượng Đấng Cứu Thế mà gọi người là Đấng chịu mọi nỗi đau đớn thống khổ. Mà thật, cả cuộc đời Đức Chúa Giêsu hình như chỉ thấy đầy mọi nỗi khổ cực cay đắng. Người đã gánh lấy mọi tội lỗi của ta. Người chính là Đức Chúa Trời mặc xác loài người, nên chỉ lấy một lời cầu xin đủ đền tội cho cả nhân loại. Nhưng Chúa cứu chuộc không lấy cách đền tội ấy làm đủ. Người muốn chịu phạt cách rất nghiêm nhặt để đền tạ phép công bằng Đức Chúa Cha. Người đã gánh lấy một cuộc đời đầy những nỗi khinh dễ, nhục nhằn, đau đớn, thậm chí phải chịu sự án như kẻ cùng khổ, hèn mạt nhất vì lòng yêu thương ta. Như lời tiên tri Isaiah đã nói, người bị người đời khinh dễ ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh bỉ, không đếm xỉa tới. Ôi, lạy Chúa Giêsu là Đấng đã bị khinh dễ, chỉ vì tội lỗi con đã phạm mà Chúa phải chịu bao nỗi nhục nhằn thống khổ. Ôi, chớ gì con được chết trước khi xúc phạm đến Ngài. Than ôi, trên thế gian nào ta có gặp ai chịu đau đớn nhút nhơ như chính Đấng cứu chuộc rất đáng mến chưa? Tất cả chúng ta, dù ai sống khổ sở đến đâu, đôi khi cũng được nếm cảm sự vui lòng hả dạ. Mặc dù các loài thù tạo sống tệ bạc và phản nghịch cùng người như thế, Chúa vẫn đối xử cách nhân hậu, thương xót. Nhưng Chúa đối với con rất yêu dấu của người, người lại không xử như thế. Quả vậy, ở thế gian, Đức Chúa Giêsu đã phải sống vất vả, đau đớn tột cùng. Ngài đã phải sống như vậy từ khi sinh ra cho đến lúc chết, mà chẳng được một chút mừng vui, yên ủi, hầu bớt nỗi đắng cay, đau đớn. Tóm lại, ngôi hai Thiên Chúa xuống thế là để chịu mọi nỗi thống khổ và nên người đau khổ mọi đàn. Ôi, lạy Chúa Giêsu, chúng con là những kẻ hèn mọn, tội lỗi, khốn nạn, đã vấp phạm đến Chúa thật nhiều, nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng con vô cùng. Thì thật khốn cho những kẻ không kính mến hay ít kính mến Chúa. Xin ban cho con ơn biết kính mến Chúa hết lòng và chỉ kính mến một mình Chúa mà thôi. Những nỗi thống khổ người ta chịu ở đời này chỉ chịu một lần, vì họ không biết về sau sẽ ra sao, nên lúc nào gặp đau khổ thì đau lòng, xót dạ đó thôi. Còn Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa, người biết tỏ mọi việc sẽ xảy ra, nên mỗi phút giây trong đời người không ngừng đau đớn vì những nỗi thống khổ ghê gớm sẽ phải chịu trong hồi thương khó. Vì mắt người hằng nhìn thấy sự tra tấn, đánh đòn, triều thiên, gai nhọn, rồi cây thập giá hèn hạ mình sẽ phải chịu đóng đinh và cái chết dữ tợn sau khi đã chịu mọi nỗi đau đớn nhút nhơ. Ôi, lạy Chúa Giêsu, Thánh Maria Magdalena de Bazi đã nói rất chí lý. Chúa đã ra điên cuồng vì yêu thương chúng con. Mà thật, con đã xúc phạm đến Chúa quá nhiều. Vì sao Chúa chịu đau khổ cho con như thế? Vậy con xin Chúa hãy ban cho con lòng kính mến Chúa. Vâng, lạy Chúa Giêsu cao cả, xin hãy thương xót và cứu giúp con. Vì con ước ao được nên thánh để làm đẹp lòng Chúa. Chúa muốn con trở nên con cái Chúa, phần con cũng chỉ ước ao thuộc về Chúa trọn vẹn. Lạy Đức Bà Maria, mẹ là Đấng con trông cậy, xin nâng đỡ cứu giúp con.